Hạnh phúc thật sự là gì? Là bình an trở về nhà mỗi ngày. Là bữa cơm gia đình ấm cúng luôn sẵn đời. Là những câu chuyện được lắng nghe. Nhưng hạnh phúc thật sự là sức khỏe của những người thân yêu luôn được bảo vệ với những giấc ngủ an lành và những bình yên mỗi sớm mai. Trên hành trình chăm sóc sức khỏe gia đình Việt, Rạng Đông luôn nỗ lực phát triển những sản phẩm thông minh, giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh, cùng bạn vun đắp giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Rạng Đông, thắp sáng cuộc sống gia đình Việt.